À, có một quân ở đây vỗ cánh này. Kiểm tra rõ nào, có khi về đấy các bạn. Xin chào các bác nhá. Hôm nay trai phụ nữ đã đi thăm đó mấy ong mật các bác ạ. Không biết là có ong về không. Hôm nay cũng hừng nắng các bạn ạ. Xin mời các bác theo chân trai phù núi vào trong lân trong này xem có ong mồi soi mấy cái đó trong kia không. Có ong mồi soi cái đó này rồi các bác ạ. Đây, soi khá là đông rồi đấy. Chắc một lúc là về thôi. Có một số con ong soi thì chưa biết, còn bay xung quanh. Cái đó này thì trai phù núi là một cái lỗ sát gốc cây các bác nhá. Chỉ có một lỗ thôi. Này có một số con ong nó còn bay lung tung ở dưới này. Cái đó được cho là bẫy chuẩn bài nhất nhưng mà giờ mới có ong soi các bác ạ. Hơi muộn so với một số đó khác các bác nhá. Soi khá đông ấy. Chắc ổn ổn nữa các bác ạ. Các bác cùng trai phụ núi chờ ông về nhá. Trai phụ núi đã vào đến trong lân rồi các bác ạ. Cái đó này có vài con soi, không biết là có ổn không nữa. Có con ở cái lỗ vào tổ kìa. Canh giữ không cho con khác vào. Nó cắn nhau ấy, đuổi ra. Nó giữ cái tổ này à? Này, canh canh lỗ vào tổ này, cánh lôi nó quạt vù vù, giờ không quạt rồi, giữ cái đó này sao ấy? Đi thì không đi, này giờ mới bay này. Gốc cây thì được hai đàn rồi các bạn ạ. Trai phù núi có mang hai cái đó đặt tại một gốc cây thôi nha. Cái trên thì không soi đâu, cái này nó soi dễ dàng hơn. Cái trên kia thì nó nhỏ hơn cái bên này. Thôi chờ kết quả đi. Chắc là đó này soi ít thì không ăn thua đâu. Đó ngoài thì chắc ổn hơn. Đó này có vẻ lúc ấy xoay đông nhưng giờ có vẻ những con ong này rất là hăng các bác ạ. Chắc lúc nãy là có một đàn nào đó về cũng một xoay ở đây. Giờ nó định cắn nhau không à? Rất là hăng luôn. Máu chiến rồi, mấy con ong xoay này máu chiến rồi các bác. Nghe tiếng của nó đi vo ve. Khiêu rồi. Đây các bác nhìn này. Ở trong kia mỡ có mấy cái đó mà không soi rồi tránh nhau một cái đó này. Một số con vẫn đang soi gốc cây soi cái gì kìa. Chịu mấy bố này rồi. Cắn nhau linh tinh. Có con rơi xuống dưới này. Rơi dưới này luôn. Đi đâu ta? Đây này. Ôi hai con. Xong rồi xong. Đi cắn nhau thế này thì thôi. Đây này. Hai con đi cắn nhau đi. Giờ rồi. Xong rồi. Không ăn thua các bạn. Nuôi xoài đông thế. Giờ tan. Nghe tiếng ong kiểu này là không ổn à.
trong lần trong kia còn hai đỏ đi mà không ăn thua thì không soi đi, soi ở đây trùng nhau, mấy con này cắn nhau thì thôi. Tối ở trại phủ núi mới lại đi thăm đỏ các bác ạ. Xem hôm nay có ong về soi ở một cái đỏ nó cắn nhau rồi, không biết là ong có về không. Kiểm tra xem. Trại phủ núi nghĩ rằng là không về đâu, nhưng nó cắn nhau nó không về. Trại phủ núi cứ kiểm tra các bác nhá, xem là thế nào. Hôm nó cắn nhau lăn trong đây khá nhiều con à. À, có một quân ở đây vỗ cánh này. Kiểm tra rõ nào, có khi về đấy các bạn. Hay nó chỉ giữ quân thôi, giữ đó thôi. À, về rồi các bác ơi. Các bác thấy gì không? Đây này, về rồi các bạn. Đó có ong soi hai đàn cắn nhau nhưng vẫn về một đàn. Hên quá các bác ạ. Thôi video dừng ở đây, cảm ơn các bác đã xem video nhé. Các bác xem video thì like, đăng ký kênh ủng hộ Trại Phủ Núi nhá. Chào tạm biệt các bác.